công thức ra mắt xe mới tại Việt Nam, thêm option nhưng hạ giá bán, có mẫu dưới 1 tỷ nhưng giảm gần 100 triệu đồng. Trước khi những mẫu xe đời mới hoặc bản nâng cấp mới ra mắt, phía tư vấn bán hàng đại lý thường nhận đặt hàng trước và đưa ra giá dự kiến. Thông thường, giá dự kiến được báo tương đương hoặc cao hơn so với giá của mẫu cũ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp xe mới ra mắt gần đây thì ngược lại. Hyundai Stargazer giảm 86 triệu đồng. Một ví dụ mới đây nhất là Hyundai Stargazer. Bản facelift của Stargazer có giá khởi điểm từ 489 triệu đồng. Mẫu cũ ra mắt hồi tháng 10 năm 2022 có giá khởi điểm từ 575 triệu đồng. Như vậy, mức chênh giá niêm yết khởi điểm giữa bản nâng cấp mới và bản cũ lên tới 86 triệu đồng. Hay như bản cao cấp nhất của Stargazer 2022 có giá tới 685 triệu đồng, thì bản Stargazer X2024 đắt nhất có giá chỉ 599 triệu đồng, cũng chênh tới 86 triệu đồng. Ngược lại với mức giá giảm là thêm trang bị. Mẫu Stargazer mới, đặc biệt là Stargazer X có kích thước lớn hơn, mâm lớn hơn 1 inch lên 17 inch, thêm thanh giá nóc, màn hình trung tâm mới kích thước 10,25 inch, đồng hồ dạng kỹ thuật số cho đến phanh đỗ điện tử có tự động giữ. Toyota Corolla Cross giảm 50 triệu đồng. Đáng chú ý hơn là một mẫu xe của Toyota cũng áp dụng công thức này. Toyota Corolla Cross 2024 bỏ bản tiêu chuẩn, tuy nhiên các bản cao cấp hơn đều có giá thấp hơn trước. Ví dụ như bản HEV trước đây có giá 955 triệu thì nay chỉ còn 905 triệu đồng. Tương tự với trường hợp của Stargazer, Corolla Cross mới cũng được nâng cấp, thêm trang bị. Mẫu xe này sử dụng cụm đèn chiếu sáng LED mới, có màn hình điện tử 12,3 inch sau vô lăng, màn hình trung tâm nâng từ 9 inch lên 10 inch, thêm phanh đỗ điện tử, sạc điện thoại không dây và cửa sổ trời toàn cảnh. MGHS giảm 89 triệu đồng. Đầu năm nay, MGHS trở lại với bản nâng cấp facelift, cùng những thay đổi về mặt ngoại hình hiện đại hơn. Điểm bị cắt gần như duy nhất là tùy chọn động cơ, khi không còn loại 2.0 lít trên bản cao cấp nhất mà chỉ dùng một loại 1.5 lít. Giá HS hiện tại thấp hơn rất nhiều so với thời điểm đầu tiên mẫu xe này được đưa về Việt Nam. Mức khởi điểm của MGHS 2024 là 699 triệu đồng. Năm 2020, mẫu xe này được niêm yết giá từ 788 triệu đồng. Mức chênh lệch tới 89 triệu đồng. Volkswagen Teramont giảm 361 triệu đồng. Trước khi bán bản facelift mới, Volkswagen Teramont có thêm bản nâng cấp trang bị cho năm nay có tên Limited Edition. Một số điểm mới của bản này có mâm 20 inch phối 2 tông màu, âm thanh 11 loa zin audio kết hợp DSP, vô lăng thể thao giờ lai bọc Janapa, bàn làm việc hàng ghế sau có khay để ly, sạc điện thoại không dây, cảnh báo điểm mù, tính năng hỗ trợ chuyển làn đường, camera 360 độ cho đến phim cách nhiệt 3 mét được dán sẵn. Có thể thấy những nâng cấp trên đều sẽ tốn nhiều chi phí nếu làm ở garage ngoài. Tuy nhiên, bản mới của Teramont lại được Volkswagen cho giảm giá niêm yết tới 361 triệu đồng. Giá của bản này là 2,138 tỷ đồng. Giá niêm yết bản cũ là 2,499 tỷ đồng. Áp lực cho những xe ra mắt sau. Công thức này có thể sẽ tạo áp lực cho những mẫu xe đời mới, hoặc bản nâng cấp mới ra mắt trong thời gian tới, ví dụ như Hyundai Accent hay i10. Hyundai Accent 2024 là thế hệ mới hoàn toàn, hứa hẹn sẽ có rất nhiều thay đổi lớn từ ngoài vào trong. Giá mẫu xe này từ 426 triệu đồng với phiên bản số sàn tiêu chuẩn. Nếu giảm giá niêm yết theo công thức trên, giá Accent không chỉ làm khó nhóm Vios, City, mà còn thách thức là phân khúc xe hạng A xếp dưới, trong đó có đàn em i10. Hay như Volkswagen Teramont tới đây, rất có thể sẽ có bản nâng cấp facelift với thay đổi lớn ở ngoại hình, cùng một số trang bị nội thất. Việc Teramont 2024 giảm giá niêm yết so với mức 2,499 tỷ trước đây là hoàn toàn có thể. Mẫu Teramont X mới nhất, một cấu hình 5 chỗ của Teramont 2024 sắp ra mắt, có giá khởi điểm chỉ từ 1,998 tỷ đồng.